cầm gì không? Đây là bò viên nha các bạn. Các bạn đừng nghĩ ngày hôm nay mình cầm bò viên với kèm bên đây là chai tương ớt mà tưởng mình đem bò viên lên chiên nha. Không, mình sẽ làm món bò viên nướng tương ớt siêu cay nha. Chai tương ớt này nó cay lắm các bạn. Đây, các bạn mà nào đã ăn rồi thì cũng biết á. Bây giờ mình sẽ đi làm cái nước sốt tương ớt để hồi mình đi qua vườn mình nướng ăn nha các bạn. Bây giờ tôi sẽ bật bếp lên, cho mấy dầu ăn vô nha các bạn. Cho một xíu dầu ăn. Không phải nhiều, kể đi. Bây, cắt đi. Sau khi dầu nó hơi nóng thì các bạn sẽ tôi sẽ để miếng hành vô. Miếng hành hành tím các bạn. Hành tím tôi đã băm rồi cho nó thơm. Khi cho nó vàng nha. Tự hồi tới khi mà nó vàng á mình sẽ để tương ớt vô. Tôi sẽ tắt lửa các bạn. Tôi mới để tương ớt vô được. Nếu mà vậy thì nó kêu cái xèo là văng tùm lum. Cho nó vào đây một xíu nước. Nó văng quá các bạn. Cho chừng 3 muỗng nước vậy đó. Cho nó lỏng lỏng nha các bạn. Các bạn nhìn thấy màu đỏ thấy hấp dẫn không? Bây giờ tôi sẽ cho vào đây một xíu bột ngọt nha. Ít bột ngọt. Tại vì trong cái tương ớt cũng có gia vị đủ rồi các bạn. Mình chỉ thêm một xíu vậy thôi. Tại nãy mình thêm nước vô á. Mình thêm nước vậy cho nó hơi lỏng ra, đặng hồi mình phết nó dễ các bạn. Giờ tôi sẽ cho thêm xíu đường nữa. Mình có thể đem đi nướng được rồi. Nè, nó hơi kẹo quá, mình cho xíu nước nữa. Cho hơi lỏng lỏng ra. Bây giờ khá là ok, tôi sẽ tắt bếp nha. Bây giờ mình đã qua tới bên vườn mình nha các bạn. Đây là cái mâm để hồi mình bày cái bò viên cho nó đẹp các bạn. Đây này là nước sốt nãy mình làm nè. Rồi đây mà bò viên mình để trên cái bao cho nó sạch nha các bạn. Tại vì bên vườn không có chỗ nào để đó. Bây giờ mình sẽ xiên mấy cái bò viên vô cái cây nha. Bây giờ tôi sẽ lấy cái bao tay này các bạn. Tôi mang vô. Tôi xiên mấy cái này vô cho nó vệ sinh nha. Bao này bao cũng bao sạch nha các bạn. Mình lấy cái miếng bọc này mình lót phía dưới đây đi. Mình xiên vô từng cây là hồi mình nướng mình khoét lên. Hồi nãy tôi đã cứ nó có cái khía này. Lúc mà nướng nó sẽ bung ra cho nó đẹp. Đây. Xiên nó qua. Với ngay cái lằn của nó nè bạn, hồi nãy tôi khía nó cắt ra làm bốn á. Quên. Nhưng hồi cái nướng này nó sẽ nở ra nữa. Nó bự lên nữa. Một cây vừa chừng 5 cục vậy đó các bạn. Được một cây đầu tiên rồi nha. Tiếp theo mình cứ làm như vậy cho đến hết nha các bạn. Ê, quên, mới có qua cục à, mình thảy vô rồi. Kiếm cái lằn coi đây nè. Tôi làm muốn chết rồi mà giờ nó ngồi nó bành háng ra trước mặt tôi rồi nó quạt rồi các bạn. Cái gì mà lợn vậy đó.
xong mình sẽ đốt lửa lên và mình sẽ nướng. Sáng mình mua 3 bịch đó bạn, 3 bịch bò viên. Xong phim. Đây. Thôi này còn dư quá trời cây luôn nè. Bây giờ mình sẽ đem về nhà. Đây các bạn, giờ mình sẽ đốt lửa lên trời để nướng nha. Bây cặm nấm lá dừa này bỏ ra đi Bi. Ừ. Bỏ ra đi. Trời nắng này dễ cháy lắm. Nực. Cái quạt mini thần thoại của tao đâu. Rồi bây giờ lửa than của tôi cũng đã tàn đó bạn. Nóng quá trời luôn á. Giờ tôi sẽ để bò viên lên nướng nha. Rồi. Nóng quá thì tôi không có thể đứng được luôn á. Rồi. Nóng hổi luôn á. Trời chưa nóng à. Ăn đồ nướng không ngon quá sức. Nướng mà còn cay nữa mát. Mày đọc. Xếp ra gì cho nó đẹp. Hy sinh vì nghệ thuật. Nóng quá các bạn. Nướng đây chị Giang. Hả? Đây nè, lên để nhẹ nhàng như vậy nè. Cho nó đẹp. Đi đi. Đi. Mình sẽ phết cái nước sốt này lên các bạn. Cho nó ấy luôn. Đây. Cái mình sử dụng cái chuối các bạn. Cái chuối mình đập dập ra. Nóng quá. Bi cái lấy cái nón cho chị ơi Bi. Nóng quá. À rồi. Bây lấy cái cây cho chị chở rồi bây giờ. Rồi. Mình sẽ quét. Lửa nó hơi áp quá các bạn. Hơi bị khê khê chút. Nhưng không sao. Vẫn còn ngon. Nó vàng quá. Nó vàng quá thôi. Cái mâm bò viên nướng tương ớt siêu cay của mình đã hoàn thành các bạn. Hồi nãy lúc nướng mình gặp sự cố là lửa nó hơi bị áp quá, nó hơi bị khét các bạn. Mình đã cắt ra, mình nó nướng lại. Mình đã gửi thêm một xíu nước sốt lên nha. Nhìn y như mà hồ lô vậy các bạn. Ngon.
cay gì cay quá các bạn. Nãy lúc mà nướng các bạn, nướng lửa nó cháy lên mệt luôn á, nó nóng nó hốc mà lúc mà mình nướng mình để lên mà chở không kịp luôn á, mình cũng chậm có chút xíu thôi mà nóng khét luôn các bạn. Bỏ cay quá, bò viên rất là ngon luôn. Để ớt này cay không thể tả được á. Nếu chai tương ớt hồi nãy các bạn nào mà ăn rồi cũng đã biết cái độ cay nó như thế nào rồi đó, kinh khủng lắm. Các bạn thấy hồi nãy mình phi cái hành lên lấy tác dụng gì đúng không biết không, để cho nó dậy mùi thơm, khi mình quét lên này cái nước nó sẽ thơm hơn các bạn. Nóng nực và cố luôn á, vừa ăn vừa quạt ăn ra bi. Bò viên rất là thơm, ăn có ớt rồi vô cay lắm. Mình còn tính thêm đâm thêm ớt nữa mà lúc nãy mình thấy nó cay quá, mình sợ đâm thêm ớt nữa là ăn không nổi luôn á. Để salad, ăn với salad nè, ăn với rau. Mình sẽ ăn theo một kiểu, ăn theo kiểu của Hàn Quốc nha các bạn. Sẽ để miếng salad lên. Đây, bỏ một viên vô cuộn lại các bạn. Cho vào họng. Bự quá. Bự quá. Ăn theo kiểu Hàn Quốc. Ngon quá. Rất là vừa ăn luôn. Khá là ngon. Cay ăn bi. Cay sao? Cay muốn phả khói luôn. Cay quá. Đây là lần đầu tiên mình ăn bò viên nướng các bạn. Bò viên nướng theo kiểu này luôn á. Mà còn thêm cay nữa chứ. Khát nước quá. Làm biến về nhà lấy. Hồi thái dừa uống luôn. Em tán thành. Cái này quá trời nước sốt luôn. Chắc cay lắm rồi. Để phần chừa cho cô Tư bên đây đi. Chừa cho mẹ mình hai cây ăn thử. Ăn lên lúa thôi. Về lấy nước đi anh. Dễ thôi. Đi đường này nè, cho nhanh. Chảy máu lưỡi rồi. Bị gì vậy? Máu lưỡi. Ăn lên mà cắn lưỡi chảy máu luôn. Ghê quá à, về đến nước thôi. Đã có nước cu quả các bạn. Cái ngày vừa ăn mà vừa uống nước. Mới nói trời diễn mưa mà giờ nắng lên luôn rồi. Nó khét. Hôm nay tay nghề nước của mình đã bị lục rồi đó. Nó bị khét. Đợi, nãy mình đốt lửa nhiều quá.
nóng lửa nó nhiều nó áp mà không kịp quét cái tương ớt với nó luôn á, chả không kịp luôn, và cuối cùng là bị khét. Khét mà cũng ngon. Mấy sốt làm đậm đà dữ vậy. Chị làm mà. Rồi mình xin kết thúc video tại đây luôn nha các bạn. Nói chung là cái video ngày hôm nay mình làm chủ yếu là ăn vặt ở buổi trưa. Ngày hôm nay mình được nghỉ học đó các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo nha. Các bạn nào thấy hay hãy nhấn like và share cho mình. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký để có thể xem tiếp những video của mình nhé. Xin chào tạm biệt.